Em Nam xin chào toàn thể các bác nhá. Hiện tại thì em Nam đang có mặt tại thủ đô Hà Nội để lắp đặt một cấu hình cho một vị khách hàng. Đấy. Đó là một cấu hình 718S kết hợp với lại 712M. Và ở đây thì sử dụng nguyên một con nắp 10.000 Q 4 kênh, đánh nguyên cả combo này các bác nhá. Thậm chí là sau này kể cả đánh full đôi hay là súp kép một cặp luôn, thoải mái. Và anh có đang sử dụng đó là một con vàng JBL KX180 và một bộ mic AAP đó. Và lắp đặt cũng đã xong xuôi rồi các bác nhá. Hiện tại thì đang chọn đặt bộ chân loa theo kích thước cỡ với căn phòng đó. Từ bên đây thì sẽ đặt một cái chân ngắn hơn một chút để đặt lên chiếc súp này làm sao cho nó hợp lý với lại cái không gian này. Và sau đây thì em Nam sẽ test một ca khúc trên combo này để các bác cùng thẩm âm cùng với em Nam nhé. Khoảng cách thì khá là ngắn. Đấy, đây về đây sử dụng 712 là hợp lý rất rồi các bác nhé. Đêm nay trên phố mưa tơi vời, lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho em vui, còn lại cho em vui bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời. Đêm nay anh biết em đêm nay anh biết em thương nhiều, buồn tênh trên đường khuya quanh hiu, nhìn mưa rơi thầm bờ ta chúng tôi để hẹn trên bi môi bao giờ. Thank you.
Dạ vâng, và vừa rồi em Nam cũng đã test một ca khúc trên combo này. Và xin chân thành cảm ơn toàn thể bác đã luôn theo dõi, đồng hành, tin tưởng Hoàng Nam Audio nhá. Và cảm ơn anh đã ủng hộ em Nam một cấu hình rất là xinh xắn luôn. Tuy nhỏ nhắn xinh xắn này nhưng mà công suất các bác cũng biết rồi, nó rất là khỏe luôn. Tự kể cả luôn từ những con main hay là những cặp loa, mắc công suất của nó đều là 3200W một loa, rất là khỏe. Thậm chí những đôi phun đôi mà trên thị trường phun đôi đời thấp ấy cũng không bao giờ có cái công suất đạt to như đôi đơn 30 này các bác nhá. Và bây giờ một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại toàn thể bác. Đừng quên ủng hộ em Nam những lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt những lượt đăng ký kênh thôi nhá. Xin thân ái, hẹn gặp lại toàn thể bác.